chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Hôm nay anh em mình có một món khá là nướng cái gì, làm bánh khoai. Món này khá là hay. Bánh khoai. Anh em mình sẽ làm. Anh biết làm không? Bánh khoai thì anh không biết làm. Món thế mà lần trước phải mua. Bữa đấy là mình không thích làm thôi. Thế mà bây giờ mình để mua để phải làm để bán. Và bánh khoai lại là lấy tiền. Bán gì một cái nhá, mình bán 2.000 thôi. Bán 2.000 thôi. Là 100 cái 200.000 thôi. Thế thì anh mua cái này bao nhiêu? Mấy chục nghìn. Thế ý nghĩa mình mới nhìn được mấy nghìn nhìn. Mày biết cái gì? Hơi bị lãi luôn. Nào, gọt đây. Mà anh... Thằng nào mua cái này? Thằng nào? Thằng này chứ thằng nào? Mà anh mua cái này thì gọt còn đến củi à? Củi này gọi là lớp kỹ thuật hiểu? Hơi... Sâu hả? Rồi nó mày gọi củ này chứ thì ăn gọi củ này. Lấy con củ này đi chứ. To đấy. Còn ba đen luôn này. Thì mình mua củ này nó thể. Thì củ này thì phân đôi. Phân đôi. Đôi nhưng việc cái gì đâu. Hôm nay mưa gió anh em mình ở nhà làm bánh khoai cứ định đi bán. Sẽ tay em đi. Em đi. Ủa, củ này hạ à? Mình gọi là thích bốn mất. Mua ngu thật. Thật là bán ngu thế nhỉ. Anh mua nghe. Người ta bán cái thằng này. Còn người ta còn chửi nó mặt trò. Và thằng mình ngu. Chửi cái gì người ta muốn bán hàng quá thì... Nó cười anh là ngu ấy. Cười gì? Thế anh có thấy nó cười đâu? Anh cười người ta mới cười chứ. Cười tới đây dập vào mặt rồi. Quái gì? Em thấy hồng này. Gì? Hả? Thấy nó hồng hồng này. Cái này ngọt hết. Cũng bảo mà. Từ củ này để sau, là củ khác. Và củ này. Đấy, các bạn nhìn. Khoai đẹp. Đấy. Khoai hồng. Cứ cầm nó bẩn lắm. Bẩn đâu, tao cầm sao không bẩn? Tay mày bẩn. Này, anh đi mua khoai mì à? Chỗ nào? Bẩn cho cả củ khoai mì. Củ khoai nào? Bẩn hả? Hả? Thì nó cho vào nồi thì ăn thì nó thủ thối hết cả nồi bánh à? Hả nhỉ? Bà ấy bảo tao là khoai không hà mà là khoai mì hà. À, người ta đổi lắm mà. Đổi lắm rồi. Người ta khẳng định là hàm đổi một con người. Thì quán đều. Hà thật. Để láo xỉu cũng quán hả? Gì? Láo xỉu. Biết thế cho con mình đi mua rồi sao? Ờ, thế anh chạy cho em đi mua. Bắt em ở nhà. Mày... Mày biết gì mà mua? Mày mua có khi cả cửa hàng khoai là nó mới lại ôm hết về đây. Chứ chả thế là bán được nhiều tiền. Ừ. Ủa, mày gọt. Mày gọt cái kiểu gì đấy? Kéo mà dính củ hà là như cả nồi khoai đấy nhá. Anh đi mua cái gì đấy? Anh, hôm nay đi túa này. Túa. Quay. Ừ. Tao phải xử lý nốt củ này rồi. Đại ca. Con ra đây. Này phải dùng bạo lực. Nhìn này, tập. Nhìn tập vuốt phát ra hoàng. Ui. Quả nồi củ này là bánh phê. Vừa mềm vừa đấy. Rồi, cháy rồi này. Thì nó hết củ sao? Từ, tao đang nghiên cứu là cách trộn thế nào. Mày biết trộn không? Chịu chịu mà. Đây. Cắt đây nào.
Dạy tôi á, dạy chị này. Gì? Đây, nó từ từ, nó từ từ. Thôi thôi, ta đi rửa tay đã. Đùa ấy, em không trái đâu, em bỏ một phần. Tắt đường đi. Em á, chỉ chế biến món của em thôi. Em bán riêng, em lại tiền riêng. Ngon xấu à? Ừ. Rồi. Mày. Mày đứng đây làm đấy. Đặt hàng. Đặt hàng cái gì? Anh chuẩn bị xem. Thôi 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 thôi. Đặt hàng cái gì? Nào. Em đi bồn. Đi đi đấy. Tao làm món người ta không bán. Mày cũng phá hoại rồi. Mày đứng đi dễ dàng. Ôi ôi ôi, đừng có phá hoại nữa. Thế cái gì cũng leo vào. Thế tao làm cái gì cũng làm theo. Trộm đường cũng trộm, trộm bột cũng trộm. Mày làm cái gì đấy? Cái gì đây? Bỏ ra. Đúng là tí nữa để nhận phần này làm. Thôi. Nhìn của em như kiểu lồng gái nhỉ. Mày bị rồ mới làm cái thử loại đấy. Gì? Quấn quấn. Đấy gọi là bánh à? Dạ bánh à? Anh đừng có xúc phạm anh em nhé. Mày đưa đưa giả cái xẻng tao đây. Anh có thể ra tòa ấy. Toàn đấy. Chế độ tao làm to quá, bán lỗ vốn không? Bán to, bán tiền to. Như của em thì hoa văn các kiểu đẹp em à. Bán à, trời ơi. 10 cái kẹo. Như cái này của em thì được 19. Đưa cái xẻng đây, đưa cái xẻng đây. Xẻng. Em đặt vào đây đó. Nhanh lên, cháy mắt của tao rồi. Ôi dồi ôi, mày làm cái gì đây? Nhây nhất. Cái này giảm đây, lấy cái xẻng khác. Nhanh nhé. Lấy cái xẻng của con trâu nữa. Làm một bạc luôn rồi. Ủa chết rồi, cháy hết tao luôn. Bắt cho em ơi. Tụi mày chảy rồi. Chảy cho mày chảy. Hơi đi ăn gì đâu. Hơi đi ăn. Nước mâm đây. Đây, đặt lên đây nè. Đau đáo. Đây. Đừng có xẹo. Mời các bạn nhìn bánh khoai nhé. Bánh khoai đẹp. Ngon không? Xin nhé. Được. Được rồi, thì ăn. Lát lâu thì bán xong thì ăn. Được ăn giao lưu không? Ăn giao lưu. Ăn giao lưu xong bán một thử tiền à? Ngon đấy. Không. Của em một cái nhưng phải giao lưu hai cái của anh này. À hả? Giao lưu à? Giao lưu à? Tao không tin tưởng vào mày. Anh để đây áp đi. Em dán kiểu gì? Chấm quần à? Mày có mà mày chán dán kiểu mày rồi. Ngon này. Ngon không? Ngon này. Cái đấy của tao. Của em. Mày. Của em làm cái này này. Mời các bạn ăn khoai rán á. Khoai rán á, rán nên ăn ngọt hơn nhiều. Anh ăn củ khoai của em. Khoai là của mày. Em vừa bỏ vào mà. Đi tên mày ở đâu ấy? Em khắc dấu ấy. Dấu đây là tên mày à?
ba là ngọt tự nhiên. Mắt gì? Tao dán cho tao. Đấy, mày bị rô. Đấy, thế làm gì đấy? Gọt đi ấy. Dán này ăn được à? Dán cái gọt giải em đi. Gọt ra một dán đi. Ôi, mưa to này, sao mà dễ thỉnh này. Đây là khổ lắm. Cầm lấy. Cầm để các con. Cầm cầm. Ôi chỗ này. Dán dán bánh cho mày được. Dán mấy mẻ nữa xong rồi làm một cái khủng lồ. Khủng lồ á? Ừ. To một thân. Ừ, đầu. Có bánh rồi. Chơi chơi không? Mấy cái anh làm có bánh chơi chơi không? Bánh khủng lồ. Chết là sao là được nói rồi. Tránh tránh tránh, mày tránh, anh lật một phát này. Cái gì? Khổng lồ. Thế đây là khổng lồ luôn. Khổng lồ hả? Khổng lồ. Hơi cháy tí, không sao, hơi lỗ tí. Chạy vào lấy kéo đấy, tí nữa để chia cái này ra. Đấy, đó. À, đây đẩn xe lôi vào đây để anh xếp vào xe lôi. Đẩn vào đây. À, đẩn vào đây. Thế này. Đẩn xe lôi. À, quên xe rùa. Nhầm. Tránh ra, tránh ra nào. Lật lật tránh ra nào. Cầm lấy. Cái của em rồi này. Trời, cái của mày đi. Ăn thua gì. Nhìn cái của anh đây này. Khổng lồ đấy này. Ôi trời, cái xe ăn lâu quá biểu. Nào, nhìn gì anh? Cái này. Mặc áo mưa. Mưa rơi, mặc kệ mưa rơi. Làm sao ướt được tinh thần dân chơi. Tôi ơi, cho khói dân chơi bỏ đi. Mưa rơi, mặc kệ mưa rơi. Làm sao ướt được tinh thần ta mang. À, tránh ra để anh xếp chỗ để lấy. Lấy chỗ để tủ lái đây. Tủ lái. Ôi chết cha rồi. Có mà đi bán đi được ấy. Đâu. Đưa ông trời hộ thì nắng thì nó không có. Thì nó lại tạnh mà. Không có, bây giờ nắng cho bà chị đâu. Còn chị, cho chị mua về ăn bây giờ nó nào. Mày mày đúng vào đây. Đưa 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 thêm. Đó nào, mình vào đây nha. Thôi. À, mày đúng rồi, chẳng đâu. Nhát chưa. Ủa, cái nổi cũng không được. Ôi, mưa, 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 m
chết dở rồi các bạn ạ. Vừa to rồi. Dần dần dần, con tắm này đi xúc bước. Không, con không đi xúc bước. Là sản phẩm của anh em mình buổi sáng hôm nay thì đây là chiếc bánh to nhưng mà nó hơi bị cháy tí nhưng mà vẫn chín. Ôi lúc lật vứt lên đây đều bánh đều, bánh đều, bánh to đấy, bánh nguy hiểm này. Trước trời nó lại đang mưa các bạn này. Wow. Anh ơi, đang mưa không biết làm nào bây giờ đây, bánh nguy hiểm này. Hy vọng một lúc nữa tạnh mưa để đấy. Đó bánh vậy không, nhìn cái gì đấy, mày nhìn thấy cái gì đấy không? Bánh gì mà cả cục này? Khoai. Ôi rồi, khoai em mình đang đợi chuẩn bị hết mưa để đi. Hả? Mưa khá là to rồi các bạn. Ôi chuẩn thế. Bị mưa rào rồi. Mày thích đi không? Hả? Đâu phải đi bán. Đâu phải đi. Này đi bán được tiền tí tao còn cho. Tiền nhưng mà chết lạnh. Ôi, tạnh mưa đi, tạnh mưa đi. Rào, tiếp này. Cái gì? 1, 2, 3, nào. Ta lại cho mày ném mày ra cái trời mưa rồi. Mưa rào 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 rào. Ôi, mưa nhỏ nhỏ rồi đấy, đi được rồi đấy. Anh đi đi. Nhỏ nhỏ lại. Ôi giời ơi, chẳng nhẽ lại ế. Vẫn hoài với trẻ anh ấy. Cái chuẩn này à. Bình thường, quan trọng gì. Nó mà tầm 1-2 độ thì đợi. Anh chắc là chết cống. Đợi tí nữa thôi. Sau khi đợi mãi thì trời cũng ra tạnh. Nhưng mà bánh hơi nguội mà các bạn. Thôi. Đi dán lại rồi. Dán lại nhưng mà vẫn hơi bị nguội. Đi, anh em mình đi. Thế mình á? À? Gọi là đi. Không bán 2.000 nữa, mình bán 1.000 nhé. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Khoai đề, khoai đề. Khoai nóng đề. Khoai tây, khoai đỏ, khoai tây, khoai đỏ, khoai ta, khoai việt, khoai, khoai không, khoai thẳng, khoai hà, khoai tối. Có sao thì có khoai tối. Vẩn. Khoai tây, khoai lao này. Ai mua khoai nướng không? Rồi mà mua ủng hộ tao mà. Ủng hộ á? Này. Đấy rồi. Rồi, thế cũng được. Đi. Thế kia, có thử cái không? Ôi, ôi, ăn luôn, ăn luôn. Gia đình có thử không? 5.000 một cái. Đây, 5.000 một cái. Thế. Sao đắt thế? 1.000 một cái. 2.000 nhá. 2.000 một cái. 2.000 một cái. 1.000 hai cái. À, 2.000 một cái. 1.000 hai cái. Nhưng mà bán nợ không? 1.000 một cái, 2.000 là 4 cái. Được. Có bán nồi không? Bán nồi nha, bán nồi nha. Có ai tét bánh nữa không? Bán nồi. Để đi nào, nhanh lên. Nồi nhá, nồi nhá, mai đã. Nước thì 5 cái 2.000 mới bán. Ôi, 5 cái 2.000 á? Sao? Thế thì lấy 5.000 đi. Ớ rồi, 5 cái 2.000 thì ớ rồi. Đây, con mấy. Bán nồi 1 cái nồi. Nồi nha, nồi nha, mai đã nhá. Mai đã sớm ấy. Mai đã sớm ấy nhá. Mai, mai, mai. Đi lên, đi ra ngoài. Ui đời, đồng thế. Tao là TV 9 giới thiệu sản phẩm khoai. À, 1.000 mua được một cái. Hả?
1.000 một cái. Mày ăn bánh khoai không? Bánh khoai ơi. Nào. Bây giờ khả năng là chuyển đi phát rồi. Đây đây, cả lát mấy con đứa một cái, anh ơi. Cho mấy đứa một cái. Bánh khoai gì đây? Bánh khoai rán. Bánh khoai rán. Đâu, đứa một cái. Đây, để bọc giấy vào không? Giấy vào. Say là vẫn tỉnh ngay nhỉ? Bánh khoai ngon. Dạ.
lên. Ông đi xe cẩn thận nhé, tên nhớt rồi đấy. Ai tên nhớt rồi? Tên đến nơi đấy. Vui mà đâu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.